Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của trường đào tạo thẩm mỹ quốc tế MCK. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Thư Phạm, là giảng viên trực tiếp giảng dạy tại trường MCK. Nếu các bạn học viên muốn nhận những cái tài liệu chăm sóc da miễn phí, các bạn nhấn vào cái đường link ngay bên dưới video vào group Zalo của nhà trường để chúng ta nhận sách nha. Rồi hôm nay cô giáo sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề được đông đảo chị em quan tâm là giảm béo tại ba có hiệu quả hay không. Thực ra nó sẽ những cái lời quảng cáo hoa mỹ mà mọi người được thấy ở trên rất là nhiều kênh mạng xã hội là 60 phút giảm được 12cm đúng không ạ? Thì thật ra nó có giảm nhưng nó sẽ bị gọi là thay đổi cái ngôn từ qua cái lời nói ở cái cơ sở đó. Thì chúng ta sẽ đo vòng bụng của ba vòng ha, vòng ở giữa là rốn, hai vòng trên rốn và dưới rốn. Thì trung bình khi mà chúng ta sử dụng một cái công nghệ máy hay còn gọi là máy K-Vision, sử dụng một cái lượng nhiệt để chúng ta đánh vào cái mô mỡ tại cái vị trí vùng bụng chẳng hạn, thì nó sẽ giải quyết được đâu đó là khoảng 4cm. Vậy thì khi cái cơ sở người ta cộng ba cái con số lại của bụng trên, bụng giữa và dưới là sẽ thành 12cm. Thì đó là cái cách nói thôi. Thì thật ra mọi người leo lên cân, mọi người sẽ thấy là cái cân của mình nó không có giảm sau khi chúng ta đánh tại sờ ba một lần đó. Nhưng mà cái vòng bụng khi chúng ta đo, chúng ta sẽ thấy nó sẽ nhỏ lại 4cm là có. Là do lý do gì? Là cơ sở người ta sẽ sử dụng đánh tay đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ kết hợp đánh máy rung ha, rồi chúng ta sẽ đi một cái con máy công nghệ cao là máy K-Vision, sử dụng một cái lượng nhiệt cao tầm 40 đến 60 độ C để chúng ta làm co mở lại. Và cái quá trình chúng ta làm co mở lại ha, săn lại, thì ngay lập tức thì các bạn bước xuống giường, các bạn đo là các bạn đã thấy là cái vòng bụng của mình đã được nhỏ lại rồi. À, thì đó, nó là một cái hiệu ứng nhỏ tạm thời do nhiệt của RF tác động vào cái mô mỡ. Chúng ta sử dụng cũng khá là ok nếu mà mọi người đi theo một cái quy trình nó đầy đủ. Nhưng mọi người nên nhớ rằng nó sẽ trở lại nếu cái chế độ ăn của mọi người không ổn, cái chế độ tập luyện của mọi người không có. Được chưa? Vậy thì giảm béo tại ba thật ra nó vẫn có hiệu quả. Nó vẫn có hiệu quả nhưng đòi hỏi người khách hàng đó phải được những cái chuyên viên tư vấn, họ tư vấn thật là kỹ lên, cần phải kết hợp với chế độ luyện tập và một cái chế độ ăn, nó cực kỳ là quan trọng. Vậy thì luyện tập gì đây? Mọi người tập bất kỳ một cái bài tập nào đó thì cô giáo sẽ có một cái lưu ý là một cái cột mốc là 30 phút. Mọi người tập trên 30 phút mọi người sẽ có khả năng đốt mỡ, và mọi người tập dưới 30 phút là mọi người chỉ đốt đường. Đốt đường là có nghĩa là cái bữa ăn kế tiếp của cái bài tập đó. Ví dụ như mọi người ăn sáng xong mọi người đi tập thì mọi người chỉ đốt đường trong cái bữa ăn trước đó của mọi người thôi. Thật ra mỡ nó không mất. Vậy thì đối với các anh chị nào mà muốn giảm cân thật sự, mọi người phải tập trên 30 phút. Mọi người biết là mọi người ăn một cái bánh quy là mọi người phải tập thể dục 30 phút rồi đó, nó mới tiêu hao được cái bánh quy đó. Thì mọi người hình dung ăn một cái đùi gà vô nó sẽ như thế nào. Rồi, nói về chế độ ăn là một cái bài dài, thật là dài. Thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào cái chỉ số GI. Mọi người có thể lên trên Google, mọi người search cái chỉ số GI trong thức ăn. Mọi người nên chọn những cái thức ăn mà có chỉ số GI thấp để chúng ta không có bị chuyển hóa cái lượng đường vào mỡ ha, chuyển hóa cái lượng đường vào máu gây đái tháo đường. Hiện nay Việt Nam chúng ta rất là nhiều cái trường hợp đái tháo đường mà ngay cả các bạn trẻ không muốn hồ gì người lớn. Vậy thì chế độ ăn nó sẽ cực kỳ quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với các anh chị nào muốn giảm cân. Được chưa? Vậy thì một cái hiệu quả cao tại spa thì các chủ spa và các bạn kỹ thuật viên phải có một cái khả năng tư vấn tốt và khả năng chăm sóc khách hàng, theo dõi khách hàng. Và khách hàng muốn giảm cân hiệu quả thì chính bản thân khách hàng phải có được một cái quyết tâm, một cái nghị lực rất là tốt. Chúng ta cải thiện về chế độ ăn ha. Rồi, chúng ta có một cái chế độ tập luyện tốt và chúng ta có một cái quy trình giảm béo tại cơ sở spa, thẩm mỹ viện ha, hoàn chỉnh, thì như vậy sẽ đạt được một kết quả mong muốn ha. Thì nếu mà các bạn thấy những cái chia sẻ của cô giáo bổ ích hay ha, mọi người có thể nhấn đăng ký kênh, subscribe kênh, hoặc các bạn có những cái câu hỏi nào các bạn có thể để lại những cái bình luận bên dưới, cô giáo sẽ làm những cái video để trả lời những cái bình luận đó của các bạn. Cảm ơn mọi người.